Ủa cái này mua cho con em hay mua cho em? Thầy thử đi. Thì anh cứ thử đã. Mua cho em đâu. Trời ơi trời. Bây giờ anh test như con anh test thôi. Bây giờ anh tính giật mối luôn cái gì ạ? Gì? Đủ. Đâu vậy à? Bốc đầu ơi. Gì? Sao dùng xe bạp anh? Xe bạp anh thật có số anh lên ga là anh đi, còn bây giờ cái này phải đạp chứ. Rồi để này, ăn có ấy nè, cưng quá. Đó. À, ok rồi. Chưa? Ok rồi. Ok rồi. Rồi để đi. Rồi tính tiền cho anh Chanh luôn. Okay. Rồi, anh chủ ơi coi tính tiền cho ảnh đi. Rồi tụi mình xong rồi mình rồi về ha. Dạ. Anh Chanh tính tiền ở đây tính tiền nha. Rồi để em đi. Ha. Vậy cũng được. Anh cũng được, em ở đây 1 tháng đi. Em ở đây 1 tháng quá. Em ở đây 1 tháng hả? À. Ở đây 1 tháng làm gì? Mà chữ nợ sẽ đập hay sẽ đập cho con. Mà anh làm gì cho anh cửa hàng được nè? Anh làm hồ ở đây, có người ta đâu có làm hồ đâu. Băng đồ dùng băng đồ dùng. Thôi Vĩnh Vlog xin chào và tất cả các chú anh chị quý khán giả. Ngày hôm nay cũng rất là vui. Đây là Vĩnh đang có mặt tại thị xã Vĩnh Châu đó, anh Chanh. Dạ. Đó. Thì nói chung thì hồi sáng thì Vĩnh có đăng tải video clip của hai cháu bé gì? Bé Tầm. Bé Tầm. À. Với lại bé Thủ. Bé Thủ. Cháu Thủ với bé Tâm Thủ thì có một ước mơ hoài bão là như là ước mơ tương lai thì mình không nói tới, thì ước mơ hiện tại thì hai cháu muốn có một chiếc xe đạp, chứ là mỗi đứa có một chiếc xe đạp đó. Thì mình có đăng tải video clip lên thì mạnh thường quân của mình cũng đã có xem qua video, thì cũng đồng cảm với gia đình của anh Chanh, thấy cũng rất là đáng thương luôn đó, vì cái hoàn cảnh của mình đó anh Chanh. Dạ. Đó thì chị cũng đã gửi tiền về cho em để mua hai chiếc xe cho cháu. Dạ. Ngày hôm nay thì bây giờ sẵn tiện anh em ghé bên kia thì không có cửa hàng đó. Dạ. Thì mới gọi cho anh thì anh nói hiện tại đang ở chợ Vĩnh Châu, em chạy. Dạ. Qua đây để tức là mình quay trực tiếp luôn để cho cô chú anh chị cũng như quý mạnh thường quân để xem. Dạ. Trực tiếp như mua xe là như thế nào. Dạ. Cũng như là báo giá thực tế là cho mạnh thường quân mình biết nhé. Dạ. Dạ, hồi nãy hai vợ chồng đi đâu vậy? Đi nhà mẹ vợ. Ồ, ủa, nhà mẹ vợ ở trên này hả? Ở Vĩnh Hải á. Ủa, nhà chị ở Vĩnh Hải hả? À, dạ. Plan á, chùa Plan á. Chùa Plan. Dạ. À, là lên đây thăm mẹ hay là để sao? Thăm mẹ kêu ly bún nước lèo. Bún nước lèo ly lại ăn. Chứ là qua đây là lấy bún nước lèo. Dạ. Mẹ kêu lấy qua nhà này để ăn ha. Dạ. Đó, bây giờ thì em đăng tải video clip hồi sáng đó. Thì bây giờ dạ. Có như là mua chiếc xe cho hai đứa ha. Dạ. Kêu mỗi đứa một chiếc. Dạ. Thì nói chung là mua chiếc xe này không phải là phương tiện để đi học đâu. Thì bé còn rất là nhỏ. Dạ. Không phải là nhỏ cũng lớn, nhưng mà là... chiều tầm cao cũng... Tầm cao đi xa không được. Chiều cao khoảng 9 tấc à. Thì đi xa không có được á. Đi xa không được, đi vòng vòng trong xóm chơi khoe bạn bè gì đó. Đi khoe bạn bè. Dạ. Đùa để có chiếc xe chạy vòng vòng chơi trong xóm. Dạ, tại vì con người mình sinh ra ai cũng phải có ước mơ hết trơn, lớn hay nhỏ như trơn. Dạ, ước mơ nhỏ hay lớn thì dạ. Có ước mơ. Thì giờ hai bé thì sáng đã có hỏi kỹ rồi, giờ muốn được hai chiếc xe, cứ mỗi đứa một chiếc. Dạ. Bây giờ ngày hôm nay thì mình sẽ hoàn thành ước mơ cho hai bé nhé. Dạ. Em thì với Long Dung Sĩ Phố sẽ dắt anh chị đi vô cửa hàng để mình xem xe như thế nào. Dạ, dạ. Và báo giá thực tế cho mạnh thường quân biết nhé. Dạ, dạ. Thôi xin mời cả nhà mình cũng đồng hành với gia đình của anh Chanh cũng như Long Dung Sĩ Phố và Vĩnh sẽ đến cửa hàng để dạ. Mua xe nha cả nhà. Dạ, rồi, dạ. Xin mời cả nhà. Rồi đây cả nhà, đây là anh Lung là anh Chanh. Đây chợ thì vợ đang chở cả nhà ha. Nói chung là đi tới đâu thì vợ chở thôi, thấy cũng rất là tội luôn cả nhà. Thì đang dắt anh Chanh để đi mua xe đạp ha. Hiện tại thì mình đang tìm cửa hàng xe đạp để mua cho bé. Nhìn tội không? Mai mốt mình có chiếc xe chạy rồi, tự chạy rồi. Có chiếc xe tự chạy rồi ha. Đi đâu rất là sướng ha, có vợ chở.
Rồi cả nhà thì cuối cùng cũng đã đến cửa hàng rồi cả nhà ha. Ở đây thuộc về thị trấn Vĩnh Châu. Đó, thì thị xã Vĩnh Châu chứ. Đây là cửa hàng xe ha. Thì hiện tại thì mình đã có mặt rồi. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong để hỏi chủ cửa hàng coi giá xe là như thế nào. Có lẽ anh chị thích màu xe, kiểu xe như thế nào để mình tiến hành sẽ mua cho anh chị để về sớm nó cả nhà ha. Dạ. Rồi sao anh Chanh nè? Bây giờ tới cửa hàng rồi chị. Giờ mình muốn lựa chiếc nào nè? Chiếc màu hồng. Dạ chào chị. Xuống đây có mua đồ không chị? À, đây mẫu xe nhiều lắm nha. Bây giờ mua chiếc xe này được không? Đây cameraman chỉ xe này được không? Xe được không anh? Đạp không tới hả? Đạp không tới hả? Dạ. Đạp không tới đâu, mua cho con. Lấy chiếc này đẹp nè anh Chanh. Không nói đùa thôi. Bây giờ anh thấy mẫu xe nè, rất là đẹp, nhiều mẫu lắm luôn nè. Thôi, như là chiếc này là của bé Tầm vừa luôn nè. Bé Tầm. Giờ mình lựa trước đi. Để anh chị lựa trước đi. Giờ mình lấy chiếc nào để cho con gái mình trước nè. Lấy này hả? Lấy cái đó hả? Ừ, lấy mà. Ưng màu hồng liền luôn hả? Ưng màu hồng luôn hả? Ưng màu hồng cho con gái rồi. Con gái? Con gái thích màu hồng lắm. Ờ. À. Cho con gái trước ha. Dạ. Chính xác chưa? Ok chưa? Ok rồi. Anh chị ơi, có thể tư vấn cho em một chiếc xe cho em nam không? Cho bạn nam không? Dạ, bạn nữ là mình ưng chiếc xe nữ là có chọn. Giờ chọn cho bạn nam nè. Bạn nam thì vô. Ok. Nam mà vô trong nhà. Wow, thấy chiếc này cũng ưng ý nè. Dạ. Sao anh Chanh? Sao rồi? Sao rồi? Cảm nhận sao? Cũng thấy đẹp. Mà bây giờ cái yên bây giờ cái yên xe này á là mình thấy vừa chân của con mình không? Vừa không? Chắc vừa. Bây giờ anh lên ngồi đi. Vừa này. Anh lên ngồi làm minh họa cái đã. Cái này vừa cha hả? À? Vừa cha. Ờ. Cha vừa con luôn hả? Thì chưa có ghép cái bật này. Kia kìa. Bốn bánh. Ủa cái này của cao thủ được không? Cao thủ đập được không? Được. Được không? Chắc được. Cái bà gà cúp rồi. Đây đó đó. Được không à? Được. Được á, ha mình lấy nha. Dạ. Lấy cái gì thì cúp 84. Như cao thủ là thấp hơn anh xíu thế gì? Cầm này cho má mà. Đó, tầm đó hôm nay. Hôm nay. Hôm nay sao đạp được ta? Cái giò nó tới không? Cái giò nó tới, sợ giò không tới. Cái này đâu phải là giò tới, có ba hai, có hai cái bánh phụ là nó không sợ té, nó leo lên bình thường. Ờ, nó leo lên bình thường ha. Nói chung là cũng không thua là chiếc xe của anh đâu. Cái này tới 4 bánh, xe anh có 3 bánh đó. Anh cứ nghĩ cái cao thủ nó còn cao nữa không? Còn. Nó còn cao, còn. Anh còn cao không? Em thì hết rồi. Em thì hết hả? Dạ. Rồi, anh cho xem bây giờ một chiếc mà hồng với một chiếc này nè, bây giờ giá như thế nào? Bây giờ thì giá một chiếc là 900.000, nhưng mà nếu mà anh lấy hai chiếc thì anh tính còn 850 một chiếc, là 1.700.000. Vì một chiếc là có bớt có 50.000. 50.000, dạ. Cứng luôn á hả? Dạ. Sao bớt thêm đi? Giá này là giá ưu đãi cho anh luôn, tính mua hỗ trợ là kia luôn. Trời ơi, bớt có 50.000. Bớt 50.000. Bớt 50.000 mà ưu đãi luôn hả? Dạ. Hai chiếc là bớt được 100 á. Dạ. 100. Hai chiếc bớt 200 đi anh ơi. Không được anh. Sao nói sao? Hai chiếc bớt 200 đi. Chiếc bớt 200 hả? Ừ, chiếc 100. Chiếc bớt 100 hả? Ừ. Nói chủ anh sao? Chủ đâu mất tiêu rồi. Dạ, sao em. Cái này bây giờ chú làm sao này anh? Bây giờ có bớt thêm nữa không? Bớt thêm đi anh. Bớt thêm đi anh. Bây giờ không bớt đi, nhưng mà em tặng quà thêm cho anh. Là vui vẻ hai bên hết. Được không? Tặng một cái ống bơm để mình về nhà mình, nếu mà có sạc bánh gì mình kia. Ở vùng sâu vùng xa phải cũng. Dạ. Dạ vậy cũng có quà cũng được. Có quà. Dạ. Bây giờ mình mua nhanh bán gọn cái gì ha. Giờ chú trả vậy đi. Ha, 850 một chiếc anh ha. Dạ. Giờ gấp cho em cái bằng đạp luôn. Ok. Tại gấp xe nè hai đứa em. Okay. Lấy hai chiếc vô luôn đi. À, chiếc màu hồng hay chiếc màu tím ta? Chiếc màu hồng. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì gia đình của anh Chanh cũng rất là phấn khởi khi được sự đồng cảm của Mạnh Thường Vân
cũng đã gửi cho gia đình của anh Chanh được một cái dịp được lựa chọn xe, và tự tay cũng như là vợ chồng đã đến cửa hàng để chọn cho hai đứa con của mình. Chị thì chọn cho con gái mình một chiếc màu hồng, dạ, và anh Chanh thì cũng tự tay đã được chọn cho con trai mình một chiếc màu tím. Và xin cảm ơn tới Mạnh Thần Vân rất nhiều. Sao anh chị thấy sao, cảm nghĩ sao, vui vui không? Vui mà hồi hộp nữa. Xong hồi hộp, xe đã lắp xong hộp, cái gì là chưa hồi hộp? Ý là chưa là tiền trao về trao móc, dạ. Trao móc á. Dạ. Giờ chưa là chưa trả tiền là chưa chưa chắc chắn của mình hả? Dạ. Không. Ủa cái này là tính ra là anh chắc mình lại mua mà. Vậy xíu anh tính tiền mà. Ờ vậy hả? Ừ. Đâu có tiền đâu. Cái gì mà căng vậy anh? Trên căng căng quá. Sao? Đâu thấy căng như vậy, rồi tiền đó. Không, anh tính ra là anh là người dẫn tụi em lại đây luôn, đúng không? Anh chỉ đường, dắt đường, dắt lại đây vô luôn mà. Tại mấy anh không biết, em mới nhắc là... Đỏ đây không, đỏ đây không đó, đây là lời xác nhận nè, bằng chứng trước tòa nè. Đó. Rồi giờ sao, tính sao? Còn ấy thôi, anh với chị với anh Vĩnh đi về đi, em ở đây em phụ lắp ráp sẽ làm, bán sẽ làm, ta sẽ trừ nợ từ từ. Con hỏi thì cảm nhận anh sao nè, vui không? Vui, vui cho con. Vui cho con mình ha. Ok. Giờ một chút xíu nữa anh. Con trò chứ phở. Xíu nữa là anh với chị người đặt chiếc về ha. Anh vô kiểm tra coi người ta gắn vô. Ok, ok được chưa? Đi coi cái. Đi vô xem coi sao. Sao rồi, sao rồi? Rồi về nguyên quan nguyên lại đâu có bằng đâu. Không, cái vụ bằng thì người ta phải cho nghiêng một chút xíu chứ. Cho nghiêng. Rồi chiếc kia xong rồi. Cho anh Chanh lên đập một vòng coi. Thử ơi, quay đồ xe lại, đạp vô trong coi. Đâu ngại luôn. Vé xe vô trong rồi đạp. Đạp ra, đúng rồi. Để ông về cái xe kia. Ủa cái này mua cho con em hay mua cho em? Thì thử đi. Thì anh cứ thử đã. Mua cho em đâu. Trời ơi trời. Bây giờ anh test như con anh test thôi. Bây giờ anh tin giật mối luôn cái gì hả? Gì? Đủ. Đầu dữ à. Bốc đầu ấy ơi. Ủa cái này thằng ăn không ăn à? Em ăn chưa dính nè. Ăn không? Ăn. Cho kiểm tra luôn. Ăn không? Mâm trước thì ăn, hôm sau chưa ăn. Ăn rồi. Sao ăn nhỏ bốc không? Ngon không? Ăn ngon. Rồi còn chiếc hồng nữa. Thử luôn, test từ trong ra luôn. Ừ. Test cho đàng hoàng đi. Về mất công đem lại đổi nữa. Em trả, không có cho đem trả luôn. Đó. Anh chủ bao trả mà giờ là không có cho đem trả luôn. Ơi, xe màu hồng, nhìn cũng được á. Ừ. Sao vậy? Sao dùng xe ba bánh? Xe ba bánh là nó có số, anh lên ga là anh đi, còn bây giờ cái này phải đạp chứ. Rồi để cái này ăn con ấy nè, cưng quá nè. Đó. Không, sao? Vậy thắng cưng nó mới đúng chứ anh. Thả nó một chút nó được. Là sao? Cho nó gì? Quên nè. Ở là thu một tí chứ. Cho nó lỏng hả? Lỏng. Mình xong rồi mình thôi về ha. Anh tính tiền ở đây, tính tiền nha. Rồi ha. Vậy cũng vậy được. Anh cũng được, em ở đây một tháng đi. Em ở đây một tháng quá. Em ở đây một tháng hả? Ở đây một tháng làm gì? Mà chữ nợ sẽ đập hay sẽ đập cho con. Mà anh làm gì cho anh cửa hàng được nè? Anh làm hồ ở đây, có người ta đâu có làm hồ đâu. Băng đồ dùng á. Băng đồ dùng. Bán đồ giùm nữa. Rồi kêu khách vô mua đồ. Dạ. Được rồi, được rồi. Giờ đang hot trên TikTok á. Đây là anh Chanh Lùng á cả nhà ha. Anh Chanh Lùng là ở huyện Vĩnh Châu. Ở thị xã Vĩnh Châu ha. Ngay cái cầu gì? Đi kêu bằng cầu gì? Cầu này à? Không có biết đâu. Cầu Vĩnh Châu. Cầu Vĩnh Châu thôi. Cái này vui rồi, được hai chiếc xe rồi. Nói chung là nói chơi nó giỡn gì giờ.
được hai chiếc xe ngon ha. Dạ. Đó. Ấn khừ. Ấn khừ hết trơn rồi. Ok. Rồi chắc xe xuống thôi. Vậy đi, rồi em tính tính phí cho. Rồi vậy đi. Con số tắt luôn mà, tại thấy mặt của con số. Rồi bây giờ anh Chanh đã nhận được xe hết cả nhà ha. À, tặng cho một trong bơm hai chiếc xe là trị giá là 1.700.000 đã thanh toán xong. Bây giờ thì anh Chanh cũng đã lên xe để lấy hai chiếc xe để cho hai đứa cao thủ với lại như là bé Tâm giao xe luôn cả nhà. Một chút xíu mình sẽ hẹn cái nhà mình sẽ tới nhà và cũng như là để cho hai bé có cảm nhận như thế nào để cho cái nhà mình cùng xem nhé.